Kiến thức sen chỉ tay, kênh chuyên chia sẻ và giải mã chuyên sâu về các đường chỉ tay cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ kênh bằng một đăng ký và một like để kênh có động lực ra thêm nhiều video bổ ích cho các bạn xem nhé. Xin cảm ơn các bạn. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bàn tay của một bạn nữ sinh năm 1980, thì năm nay bạn ấy 43 tuổi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái đặc điểm rất là đặc biệt ở trong bàn tay này. Thì ở đây bạn này có cái bàn tay phục dược. Bàn tay phục dược là thứ nhất là cái ngón cái này của người ta này. Đó. Người ta sẽ rất là dài, to và mạnh. Cái thứ hai là cái đốt lóng của ngón tay cái người ta này nó sẽ chia là 4 lóng. 2 ha. 3, 1 2 3 4 lóng nha. Và một cái đặc điểm cuối cùng của bàn tay phục dược nữa là ở cái đốt thứ tư của ngón cái nó sẽ có một cái vân hình ngôi sao. Đây chính là người có cái bàn tay phục dược. Nghĩa là sao? Người bàn tay phục dược là một cái kiểu mẫu bàn tay có thể cứu người ở trong những cái lúc nguy cấp. Ví dụ như là cùng một loại bệnh, người ta bị cảm cúm đi hoặc là bị trúng gió, nhưng mà một người khác đi mua thuốc thì cái người đó sẽ rất là lâu khỏi. Nhưng mà chỉ cần cái bạn này mà đi mua thuốc hoặc là cạo gió cho cái người đó thôi thì người đó sẽ rất là mau khỏi ha. Người ta gọi là người có cái bàn tay phục dược có thể cứu người trong lúc nguy cấp ha. Một bàn tay rất là quý giá. Nếu như mà bạn này đi theo cái ngành y học thì sẽ rất là tốt cho cái con đường sự nghiệp của bạn ấy, cũng như là cái vấn đề cứu giúp người của bạn ấy. Và ở đây bạn ấy cũng đang nói mình là hiện tại thì bạn ấy cũng đang theo đuổi về nghề dược nhá. Chúc bạn thành công, tại vì hiện tại bạn đã đang đi đúng cái hướng đi của đời mình rồi. Bạn có cái đường chỉ đạo này rất sâu và dài, xuất phát chung đoạn đầu với cái đường sinh đạo thì sẽ cho thấy được cái sự thông minh, tư duy logic thật trọng, suy nghĩ chín chắn khi xử lý công việc. Nhược điểm ở đây do cái đoạn đầu này nó kéo hơi dài chung với cái đường sinh đạo thì thể hiện đôi khi bạn suy nghĩ khá là lâu. Đối với những cái sự việc cần cái sự quyết đoán thì vì cái suy nghĩ khá là lâu nên đôi khi bạn tự bỏ lỡ hoặc đánh mất cơ hội của bản thân. Kết thúc cái đường chỉ đạo này nó ở cái gò hỏa tinh âm thì nó sẽ thể hiện rằng bạn có cái tư duy thực tế thẳng thắn, thích hợp làm các công việc đòi hỏi cái sự cẩn trọng, kỹ thuật và chuyên môn, thích cái sự ổn định và ít dám mạo hiểm. Bạn có cái đường thiên di này ha, đường đi xa này. Đó, thì thể hiện có cái số đi xa hoặc là xuất ngoại, nhưng mà cuối cái đường sinh đạo lại xuất hiện một cái hình chiếc lá. Nhưng mình đã nói rất là nhiều lần ở trong những cái bài trước rồi, đường sinh đạo mà nó xuất hiện cái hình chiếc lá như vậy thì chủ mình đi xa nhưng sẽ có cái sự trở về nha. Đường vận mệnh xuất phát từ cái đường sinh đạo đi lên thì sẽ thể hiện rằng bạn sẽ tự thân lập nghiệp nhờ vào cái sự nỗ lực và cố gắng của bản thân. Thì cái công việc chính của bạn nó sẽ bắt đầu từ những cái giai đoạn mà từ 28, 29 tuổi và bạn sẽ làm liên tục đến 33 tuổi đây ha. Đấy, nó hơi có cái dấu hiệu mà chững lại nha, tại vì đoạn này nó bị mất. Từ 34 đến 35 tuổi thì bắt đầu sẽ làm đến khoảng chừng 45 đến 46 tuổi nha. Đây là ở cái giai đoạn này đây. Và từ 45, 46 tuổi sẽ có một cái sự thay đổi nha, chuyển hướng sang một cái công việc khác này. Đây. Tuy nhiên cái công việc sau 45 tuổi này nó không tốt bằng cái công việc ở cái giai đoạn trước đó nha, tại vì cái đường này nó sẽ mờ hơn. Cái đường tiền tài của bạn xuất hiện từ khá là sớm. Cái đường tiền tài của bạn nó xuất hiện từ khá là sớm và thẳng thì chủ bạn có cái nguồn thu nhập khá là ổn định. Từ 35 cho đến 45 thì cái nguồn tiền này nó sẽ có cái sự vào không có đều nha. Nó khá là mờ nên cái nguồn thu nhập của bạn nó cũng sẽ vào không có đều. Từ 45 tuổi trở đi thì đường tài lộc xuất hiện rõ nét và chủ sẽ phát về hậu vận này này ha. Nó có 4 năm đường này này. Gò mộc tinh của bạn rất là cao. Đây mà nó đóng những cái vân hình ô vuông này. Thì thể hiện rằng sau này bạn sẽ có những cái tiếng nói hoặc là có những cái địa vị ở trong công việc nha. Mà kết hợp ở đây những cái đường mà này. Những cái đường thượng đẳng này thể hiện cái sự nỗ lực và cái quyết tâm của bạn ấy ha, trong công việc. Mà ở đây các gò của bạn này, đây, cái gò của bạn này, đấy, cung quan lộc này, gò thủy tinh này nó đã nổi cao rất là đầy đặn rồi. Thì nếu như mà sau này về cái hậu vận đấy nha, bạn có mở cái cơ sở để kinh doanh buôn bán thì nó cũng sẽ rất là thuận. Vân chữ điền ở trên gò mộc tinh và cái gò kim tinh này thì nó sẽ thể hiện rằng bạn dễ có đất đai được thừa hưởng nha. Trên tay nó xuất hiện cái hình dấu thập hơi mờ nha. Đó. Thì người mà có dấu thập ở đây thì thể hiện rằng trong đời người ta thứ nhất là sẽ dễ gặp phải cái sự thất thoát về tiền bạc lớn do cái sự tin người của mình. Cái thứ hai rằng cái người ta sẽ rất là tâm linh và có cái sự trực giác nhạy bén. Và cái thứ ba là trong đời sẽ ít nhất phải một lần thập tử nhất sinh nhưng may mắn thoát được nha. Thì những cúc lấy mình có phân tích thì hiện tại ở trên tay bạn này thì mình thấy bạn sẽ có khoảng chừng 3 lô đất. Trong đó thì có 2 lô là khả năng là được thừa hưởng và trong đó sẽ có 1 lô là tự thân nha.
À, cũng là lô đất lớn đó, chứ cũng không phải là nhỏ đâu. Thì vào các năm là 21, 24, 32, 36, 40, 41, 43, 45, 47, 48 thì sẽ rất là dễ xảy ra những cái sự thất thoát về vấn đề tiền bạc. Nên bạn phải cố gắng những cái năm này mình hạn chế đầu tư hoặc là cho vay mượn nhé. Có một cái đường tâm đạo rất là rõ nét mà nó có cái độ công đạo tiêu chuẩn thì thể hiện cái tâm tư tình cảm rất là chín chắn, thận trọng này, cởi mở, phóng khoáng và tự tin. Cuối đường tâm đạo lại rẽ ba nhánh này, thì thể hiện rằng bạn rất là biết cách thấu hiểu này, quan tâm và chăm sóc đối phương. Giai đoạn đầu thì nó xuất hiện này, những cái đường nhánh này nó cắt qua như vậy, mà trước cái năm 16 tuổi thì nó sẽ thể hiện rằng cái tâm tư tình cảm ở trong cái giai đoạn này nó sẽ có cái sự thất thường này, ngang bướng này, có cái sự nông nổi này. Ngoài ra còn xuất hiện thêm một số các những cái đường nhánh nó hướng xuống như vậy này đấy, thì nó sẽ thể hiện rằng bạn sẽ có những cái sự buồn bã, phiền muộn hoặc là cái sự thất bại, chia ly trong vấn đề tình cảm nhá. Mà ở đây bạn có hai cái đường hôn nhân, một đường hôn nhân thì dưới 22 tuổi và một đường từ 25 cho đến 30 tuổi, thì cái đường trên 25 tuổi nó khá là rõ nét. Nên nếu bạn kết hôn ở cái độ tuổi 25 trở lên thì nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên ở đây nó lại thêm một cái đường mảnh này này. Đấy. Nó khá sát với cái đường hôn nhân, hai đường ha đây. Đó, chủ dễ có cái người thứ ba xen vào. Nên ở đây nếu hai cái đường này mà nó càng ngày nó càng có cái xu hướng đậm lên đó, thì rất là dễ trở thành hiện thực. Bạn cần phải nên chú ý hơn nó đến cái người bạn đời của mình. Khoảng chừng 47-50 cần chú ý sẽ có cái khoảng cách giữa hai bạn. Tuy đôi khi cũng có những cái sự bất đồng quan điểm, nhưng mà nhìn chung thì cái đường tâm đạo của bạn nó rất là đẹp. Nhưng mà ở đây thì bạn lại không có cái số nhờ chồng, phải tự thân là nhiều. Cái ngón trỏ và cái ngón giữa của bạn này, nó kề vào nhau thì nó sẽ thể hiện được rằng bạn nhận được nhiều cái sự quan tâm, yêu thương từ gia đình ruột thịt, và họ cũng rất là quan tâm với bạn. Tuy nhiên ở đây cái gò kim tinh của bạn nó lại xuất hiện cái vân tốn châm, thì nó sẽ thể hiện rằng ở trong gia đình anh em sẽ dễ có cái sự xung khắc, bất đồng quan điểm. Ngoài ra nó còn thể hiện rằng anh chị em dễ có người bất trẻ. Ngón áp út kề và nghiêng vào cái ngón giữa thì nó chủ rằng bạn nhận được cái sự yêu thương, quan tâm từ người bạn đời đối với mình. Người bạn đời rất biết cách thấu hiểu tâm tư tình cảm của hai bạn. Tuy nhiên ở đây hai người lại có cái xu hướng là ngang nhau, không ai bị lép vế so với ai trong cái cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên vì ngang nhau quá thì nên đôi khi hai người sẽ có cái sự khắc khẩu hoặc là bất đồng quan điểm. Ngón út to đầy đặn thì chủ con cái ngoan, tâm hướng về mẹ, nhưng do ngón út to trội thì tính con cái đôi khi nó khá là bướng, cần uốn nắn nhẹ nhàng, không nên quá mạnh mẽ thì sẽ dễ khiến bé có cái sự phản kháng. Ngón út có cái khe hở với ngón áp út thì chủ lúc nhỏ đôi khi bạn sẽ không có thời gian chăm sóc con, phải gửi con nhờ người khác chăm giúp. Tuy nhiên con cái khá, hậu vận sẽ dễ nhờ con về vật chất. Bạn có cái đường sinh đạo rõ nét này, ôm cái gò kim tinh khá là lớn thì nó sẽ thể hiện được cái sức khỏe cũng như cái thể chất, đời sống tinh thần của bạn khá là tốt. Ở đây thì bạn có cái bàn tay khá là đẹp, rất ít gặp những cái đường chỉ tạp thì thể hiện trong cuộc sống ít gặp những cái sự trở ngại và khó khăn. Thì ngoài ra bạn cần lưu ý giúp mình là những cái nạn trở ngại và khó khăn thì bạn sẽ phải trải qua, thì nó sẽ vào các năm từ 3 cho đến 5 tuổi này, 9, 10, 12, 16 thì cái sức khỏe của bạn nó sẽ không có cái sự ổn định nhá. 25, 34, 35 và 57. Đây. 57 nha, chú ý những cái mốc thời gian đó giùm mình. Trong các năm 22, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 40, 50, 52 và 55 thì sẽ xảy ra những cái chuyện buồn trong gia đạo. Thì nhận xét chung về cái tướng tay của bạn thì bạn có là người có cái bàn tay ít đường chỉ, là người khá là may mắn, ít phải qua nhiều những cái hoạn nạn và trở ngại trong cuộc đời. Hơn thế nữa thì bàn tay của bạn lại cũng thiên về cái bàn tay phục dược, mà bạn đang cũng lại đi theo về cái con đường dược. Nên mình mong rằng bạn sẽ cố gắng hơn nữa trong cái bước đường phát triển sự nghiệp của mình, để sau này có thể ra giúp đời, giúp cho những cái người có cái hoàn cảnh khó khăn, hoặc là những cái người đang gặp những cái vấn đề về sức khỏe ở trong cuộc sống. Tuy một cái số cái đường chỉ tài hay là cái sự nghiệp vẫn còn đang khá là mờ, nhưng chỉ cần bạn cố gắng tu tâm, tu đức, hành thiện và luôn cố gắng tích cực hơn trong cuộc sống thì mình tin rằng các đường chỉ chính nó sẽ càng ngày càng có cái sự rõ nét. Một lần nữa chúc bạn luôn gặp cái sự may mắn và thành công. Video của mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt các bạn.